XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả của X Channel. Đồng hồ chronograph hay còn gọi là đồng hồ bấm giờ là một trong những complication hay còn gọi là những chức năng nổi tiếng, quen thuộc và thực sự hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng không phải ai là những người đam mê đồng hồ cũng hiểu rằng nguồn gốc của tính năng này hay độ phức tạp tỉ mỉ của nó ra làm sao. Thì ngày hôm nay hãy cùng đón xem video để cập nhật thêm những kiến thức liên quan đến chức năng chronograph. Thực chất chronograph là một cụm từ xuất phát từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là máy viết thời gian, trong đó chrono là thời gian và graphit là viết. Và gần đây thì các nhà nghiên cứu lịch sử đồng hồ thì cho rằng chronograph được phát minh đầu tiên bởi một người Pháp tên là Nicolas Mathieu, được biết đến là người chế tác đồng hồ cho vua Louis 18. Nhưng vào thời đó thì phát minh của ông rất sơ khai, chỉ là sử dụng một chữ bút để ghi lên mặt đĩa tròn và độ dài của cung tròn hiển thị thời gian trôi qua. Nếu đó là căn nguyên thời kỳ sơ khai của đồng hồ chronograph thì đến khoảng năm 1815 cho đến 1816 thì những chiếc đồng hồ chronograph chính hiệu thực thụ đầu tiên đã được ra đời và nó được cho rằng là thiết kế của Louis Moinet. Và Louis Moinet cũng là tên của nhà chế tác đã được lấy cảm hứng để đặt tên cho một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ ngày nay cực kỳ nổi tiếng. Và thiết kế đầu tiên của chronograph thì được thiết kế để ghi lại thời gian di chuyển của những vì sao. Nó đo lường những sự kiện chính xác đến 1/60 của giây. Và điều này thì khiến cả mấy thập kỷ về sau thì cũng chưa có một chiếc đồng hồ nào có thể vượt qua nó. Và để đạt được sự chính xác này thì bánh xe cân bằng của nó cực kỳ quan trọng khi nó phải đảm đương một việc là dao động 216.000 nhịp trên một giờ, trong khi những chiếc đồng hồ thì chúng ta nhớ chỉ có thể dao động khoảng 28.800 nhịp trên giờ mà thôi. Kim chính thì hiển thị 1/60 của giây, còn giờ và phút được hiển thị trên mặt đồng hồ phụ. Đồng hồ Moinet thì đã có chức năng khởi động, tạm dừng và khởi động lại. Thế nhưng gần đây điều tra lại lịch sử thì người ta thấy rằng chức năng này đã được đăng ký bản quyền vào năm 1844 bởi một người khác, đó chính là Ando Nico chứ không phải Louis Moinet nữa. Vào những năm 1930 thì đồng hồ chronograph đã được trang bị một nút đẩy có tên là Monopush, cho phép kích hoạt lần lượt ba chức năng khởi động, dừng, khởi động lại trong một nút bấm. Và sự ra đời của nút đẩy thứ hai thì cho phép đồng hồ chronograph dừng và bắt đầu lại mà không cần phải khởi động lại. Với chức năng này thì nó đã rất giống với những chiếc đồng hồ chronograph hiện nay rồi. Những chiếc đồng hồ chronograph hiện nay thì cũng sử dụng nền tảng trên thiết kế như vậy. Và liên tục sau đó là thời gian mà các nhà chế tác liên tục cải tiến những chức năng thêm cho đồng hồ chronograph. Ví dụ như vào năm 1838 thì một người chế tác người Úc đã tạo ra cơ chế chia giây split second mechanism với đĩa cam hình trái tim. Sang đầu thế kỷ 20 thì kích thước của chronograph đã được giảm đi đáng kể để vừa vặn với một chiếc đồng hồ đeo tay. Đến cuối những năm 1960 thì chiếc đồng hồ chronograph tự động đầu tiên đã được ra đời sau cuộc chạy đua làm hãng tiên phong sản xuất đồng hồ tự động của ba hãng đồng hồ nổi tiếng là Zenit, Heuer, Breitling-Wren và Seiko. Phân tích về kỹ thuật kỹ hơn một chút thì chronograph được chia làm hai loại, loại hoạt động bởi column wheel, cột bánh xe và loại với chức năng điều khiển bởi hệ thống đòn bẩy đường rãnh hay còn gọi là cấu trúc cam chuyển đổi. Column wheel là một hệ thống truyền thống có nhiệm vụ dẫn động cho chức năng khởi động dừng, khởi động lại của chronograph. Khi column wheel quay, các bộ phận của chronograph sẽ được dẫn động bởi các đòn bẩy nhấp nhô giữa các bánh xe. Và nếu so sánh giữa column wheel với hệ thống đĩa cam thì hệ thống đĩa cam là một hệ thống đơn giản, kinh tế, dễ sản xuất và lắp ráp hơn rất nhiều so với hệ thống column wheel. Và về cơ bản thì chronograph sẽ có hai loại máy chính là máy tích hợp và module. Máy tích hợp thì là loại đồng hồ được thiết kế là một chronograph đích thực ngay từ ban đầu với tất cả các tính năng được thiết kế và lắp đặt cùng một lúc. Thế còn module thì lại là loại máy sử dụng caliber nền tảng cho phép thêm các module của chronograph vào. Và tất nhiên, loại máy tích hợp được trang bị đầy đủ các thiết bị ngay từ đầu thì là một loại máy phức tạp và đắt tiền hơn. Và đó là một góc nhìn chuyên sâu hơn về chức năng chronograph, một chức năng vô cùng quen thuộc nhưng không phải ai trong số chúng ta cũng hiểu rõ những thông tin liên quan đến nó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Các bạn hãy để lại phần comment bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đang theo dõi X Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.